Chào các bác nhé. Hôm qua có nhận được gói hàng bạn X, 7X của bạn Tất Đông An gửi ra cho mình chục cái. Thì hôm nay cũng bắt ít cá đây. Là bẫy. Ở đây địa điểm bẫy thì rất đẹp đấy. Bây giờ mình đi đặt bẫy ở khu này. Mình dọc dọc xuôi dưới kia. Có gì hẹn các bác buổi sáng mai thăm bẫy nhé. Hello Moto Xích-lô, chào cả nhà. Các bác một ngày mới đi săn gặp nhiều đủ thứ loại. Hôm nay miền Bắc vào, hôm nay cương các bác đổ mùa đây, không biết là thăm bẫy ếch biết có gì không. Nay trời gió, đêm qua nó mưa, các bác nhìn bông bông lúa gió u u này. Đây là con chó săn. Đang tập săn. Bây giờ hôm nay thăm bẫy các bác nhá. Có gì không nhá. Gặp gì bắt đấy. Trời lạnh quá. Nhìn xa xa thấy ếch rồi. Ếch không có. Có gì không? Ôi giời. Dương bác ơi. Con cua càng này, hai con cua này. Có ếch. Này. Có mấy con cua có tướng này. Đây, thả đây. À, tưởng có ếch cơ. Khu này chắc nhiều cua thôi. Sáng sớm nó lội bụt này. Không biết có gì không. Ếch chắc lạnh nó không chạy sao. Ui. Này. Này này. Ui rồi. Cái này có ếch các bác này. Hai thằng. Này. Này. Mới con cua. Đó. Một hai thằng ếch đây. Con ếch nhỏ lắm. Ếch. Ếch này. Được đây. Cậy cứ cho đây đã. Thăm tiếp. Túm lại là có hàng các bác nhá. Ếch nó chưa lớn, kiểu nó chưa lớn. Đây, buổi sáng này. Ếch lạnh hôm nay rồi bác nó về, đêm qua nó mưa hay nào. Ếch nó chả chạy. Được mấy con cua, mấy con ếch. Đến cái bẫy tiếp theo quay cho bác xem nhá. Cá thứ ba các bác ơi. Này. Này. Thằng nữa này. Ếch này. Ếch này nó cũng không to lắm này. Ui. Nó ăn cá to chảo bá luôn. Thử xem nhá. Ui xem. Nhìn nó hôm nay nó ăn, nó dã chả ăn cá mà cũng không to lắm. Ếch này khoảng tầm 1-2 tháng nữa bắt thì được. Này, nó ăn dã chả ăn cá. Cá
các bác thấy đồng lúa ngoài Bắc thế nào? Hình như xấu hơn trong miền Nam thì phải. Đây. Sắp là giặt rồi, chắc tầm nửa tháng nữa là cắt ra cắt. Dòng này nó rét sao, đêm qua nó mưa. Mưa ác quá. Úi giời. Cái tiếp theo đây các bác, anh thấy có cái gì không? Ấy có anh mà toàn con nhỏ nhỏ à. Im lắm này. Ui. Ui. Ui ui. Động 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 động. Ui giời. Có. Hai thằng này. Này. Hai ba thằng gì? Nhưng toàn thằng nhỏ nhỏ thôi. Ui, có con đỉa. Ô, con này sao chết đấy? Ô, con này sao chổng vó đấy? Ít nhỏ nó có nhiều ạ. Kệ đi. Tiện nó để ở đây xem thành quả thế nào nhá. Giờ thăm tiếp cho các bác. Khu này có hai cái. Đây, vườn dừa đây, ngoài Bắc tạo dòng dừa đây. Không biết có con gì không? Ây da. Ây da. Im lắm. Nói chung là cái nào cũng có ấy mà, mỗi cái này đừng có này. Ôi. Ôi. Ui dồi ôi. Quá gì đây các bác? Ô, cắn lóc nha các bác nha, rắn cáo nóc. Này, nhìn chưa? Cắn lóc luôn này, rắn gì đấy? Hay nhỉ, ngon nhỉ, ngon. Được cả cá các bác. Được chưa? Dồn ta lăng của bác đất Long An này có hiệu quả bẫy tất cả các loại gió mùa luôn. Để đây ăn. Dưới này còn một cái nữa. Không được, cái gì lúc nào cái lạng có cũng được. Không ếch thì gắn rết. Đây này. Cái này nó động được bác ơi. Đây này. Cái gì đây? Cái này được một thằng. Nói chung là cái này cũng được. Cái này thằng nhỏ lắm. Nhỏ xíu. Nói chung là ngoài bác này thì ếch nó cũng nhỏ chả to đâu. Cái này cũng được. Cũng có hàng cái trương, cái đầu, cái trương đầu năm này, đầu của đầu này nó ok rồi này. Nhưng là cái nào có hàng hết này. Cái này được ở, cái này ngon nhất này, cả rắn cả cá luôn. À, thấy chưa, 1 2. Đầu này của mình còn 3 cái nữa, đến nơi quay cho bác xem nhá. Này. Mương này rất đẹp, biển rất đẹp. Biết nào. Người bên đây người ta đi giấu mấy cái gì nhỉ? Anh đàn này. Đây đang nhiều lươn các bác ạ. Bản mương này ok ấy. Có gì không? Cái này im phát luôn. Im phát luôn. Im phát luôn. Cái này món các bạn.
đẹp, đây không có gì nhỉ. Chỗ này địa điểm có đẹp luôn nhưng mà không có. Một cái móm. Cái đầu tiên móm. Có định đặt ở đây nhưng mà cái cây mang đi ngắn quá, không cắm vào. Địa điểm đẹp thế không dính có gì. Cái này, mất cái kia. Móm à? Móm à? Ừ. Móm hai cái các bác ơi. Địa điểm đẹp này không có cái gì nhá. Lấy thăm thêm một cái nữa, được thêm con cua các bác ạ. Chẳng có cái gì, ếch thì... Nói chung là ếch nhỏ lắm. Đây này, nó lướt rồi, có nhỏ xíu nữa, đây. Thằng này nhỏ lắm. Này ngon, còn cá lóc ngon này. Con rắn đủ loại luôn. Với buổi hôm nay cũng đang buổi đầu, cảm cái dùng cái loạt này thì thấy cũng cảm thấy cũng ok đấy. Còn có qua chơi. Để lên đây xem thành quả bữa nay được mấy con nhá. Đây thành quả đấy các bác ơi. Ếch thì bên lợp đầu tiên thì nó được cái này được 3 thằng nhưng mà ếch nói chung là không nhỏ lắm. Để bắt cho các bác xem 1-2 con. Cái này được một con to cũng to nhưng mà một con này cũng chả làm gì bằng. Không là ít. Nói chung là hôm nay đi bẫy bưởi này là đủ thứ loại. Ếch có, rắn có, cá có. Này con cá lóc ngon chào bá luôn. Này. Ngon nhất. Này con cá lóc này. Thôi, chào các bác ở video này nhé. Hẹn các bác ở một buổi thăm bẫy tiếp theo nhé.